Xin chào quý vị khán giả, Khô Trần và chuyên mục phim mới trong chương trình Alo Phim Nghe rất vui được gặp lại quý vị. Trong chuyên mục phim mới hôm nay thì Khô Trần xin phép được chia sẻ thêm về bộ phim Hẹn Anh Kiếp Sau phát sóng trên HTV9 vào lúc 12:30 do Brazil sản xuất. Cô luôn xuất hiện ở mọi nơi như một Livia và Philip đang gặp nhau ở một kiếp mới. Thời hiện tại, ói âm thay thì lúc này Livia và Pedro đã đính hôn. Còn Philip thì đã có một gia đình hạnh phúc với người vợ là Melissa và cậu con trai Alex. Cả hai cố trốn tránh tình yêu dành cho nhau. Nhưng mối lương duyên từ kiếp trước quá mãnh liệt, quá thiết tha, khiến Livia và Philip cứ bị hút về phía nhau. Ngoài mối tình oan trái của Livia và Philip ở kiếp này, thì mối thù giữa Victoria và Emilia vẫn nối tiếp, thậm chí còn đau đớn hơn và sâu sắc hơn. Emilia bằng mọi cách hãm hại Victoria, đẩy bà vào tình thế mất hết tài sản, nơi ăn trốn ở, phải cầu cạnh người khác. Chưa chịu dặn là ở đó, thì Emilia vẫn ấp ủ bao mưu toan để có thể dồn mẹ ruột mình vào đường không, cùng. Không, tôi thì không biết gì về mấy cái động cơ hết, nhưng tôi có xe có thể cho bà quá giang. Lên đây sao? Rốt cuộc là bà có lên hay không đây, vì tôi đang vội lắm. Tôi khuyên bà nên đi quá giang xe của bà ấy đi, bởi vì sửa xe này rất tốn thời gian. Dạ xin mời. Cảm ơn. Dạ đi. Cô thật tốt. Xin chào, chào. Mẹ à, bà Victoria đích thân tới đây để có thể giúp chúng ta bắt đầu kinh doanh đó mẹ. Bà ấy thật tuyệt vời mà. Anh ấy chính là hôn phu của cô đó. Cô đã ở đây mấy hôm trước rồi. Vậy à? Chỉ vậy thôi sao anh yêu? Rượu của anh sẽ được thử ở nước Ý luôn đó. Ôi việc này quá tuyệt vời. Ai mà biết được, có khi ông ngoại cô ấy rất là giàu, đem lòng yêu thích rượu này và nhập khẩu mọi sản phẩm của ta thì sao? Xin đừng bỏ qua các tập tiếp theo của Hẹn Anh Kiếp Sau quý vị nhé. Phim được phát sóng vào lúc 12:30 trên HTV9 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Trên HTV7 lúc 13:00 từ thứ hai đến thứ bảy, mời quý vị tiếp tục theo dõi bộ phim Gong Sim Đáng Yêu do Hàn Quốc sản xuất. Phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Hwang Min A, Sehyo Rim, Nam Won Min và Oh Soo Won. Phim thuộc thể loại hài hước lãng mạn, kể về mối tình của hai chị em và hai anh em. Cô em Gong Sim vô cùng đáng yêu, nên không thể tuy nhiên tay vì cô chị gái Gong Mi quá xinh tôi đẹp phải cột tóc nên như Gong vậy Sim đôi chứ. Lúc đó cũng cảm thấy mình mặc cảm và thua kém. Xong, giờ thì cô có thể thoải mái ăn rồi. Tôi hy vọng là cô có thể nghĩ về tôi như một người bạn vừa mới quen. Ôi trời, chúng ta gặp nhau nữa rồi, cô đi làm hả? Tôi trễ rồi, đừng có làm phiền tôi nữa. Trong khi đó, nếu như Andati là đứa con bị thất lạc từ lâu trong một gia đình giàu có, hành nghề luật sư và sống một cuộc sống tự do tự tại, thì Su Yong-su lại xuất thân là người thừa kế một tập đoàn tài phiệt, chịu nhiều ràng buộc. Hai người đàn ông khác nhau về mọi mặt, nhưng lại có một mối quan tâm đến cùng một cô gái, chính là Jong Sim. Khi phát sóng trên đài truyền hình SBS thì bộ phim Gong Sim Đáng Yêu đã đạt tỷ suất người xem vô cùng lớn. Vì thế, Khô Trần tin chắc đây là một tác phẩm hay, xứng đáng với sự chờ đợi của khán giả. Xin quý vị khán giả đừng bỏ qua nhé. Nếu vậy thì bây giờ tôi sẽ về trước đây. Hẹn gặp lại anh sau nhé. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi lịch phát sóng trong tuần để tiện đón xem những tác phẩm mà mình yêu thích.